Alo, chào các bạn. Thì theo yêu cầu của một bạn thì nay mình có lập một cái file Excel nhỏ nhỏ tính toán gia cường độ bù tiết diện cho cột. Thì trường hợp độ bù tiết diện cho cột bê tông có thép trục nén đúng tâm. Ở đây nó có 3 trường hợp cho độ bù tiết diện của cột. Ở đây là trường hợp gia cố cột ấy. Khi mà tăng khả năng sử dụng của nó lên thì độ bù tiết diện thì tăng và nó gia cố cho nó. Đây thì độ bù tiết diện cho cột trung tâm, thì nhà trung tâm thì ta có cột bê tông, là cũng là bê tông cột cũ ban đầu. Đây, bạn chọn bao nhiêu thì nó thay đổi như thế này. Thì trường hợp ví dụ như mác của bê tông ban đầu bạn là B20 chẳng hạn, thì sau khi mà thì nó ban đầu là thế này, nhưng mà sau thời gian sử dụng thì nó có thể giảm khả năng sử dụng nó đi. Thì bạn có thể là lấy một cái nhân mà không giảm bao nhiêu phần trăm, ví dụ như còn 0.80% thì bạn nhân lấy 0.80 nhân các giá trị này. Thời gian sử dụng nó giảm khả năng chịu lực đi. Trường hợp này mình đang để theo tôi ta theo tiêu chuẩn. Đấy, đây là bê tông đổ mới, mắc bê tông đổ mới, bạn chọn đây thì nó cái này ta rồi, đây là thép của cột cũ. Đấy, thép của cột ban đầu là cái thép mắc thép của cột ban đầu trước đó. Đấy, bây giờ mình đổ mới thì mình mắc thép của cột mới mình đổ vô thế. Đấy, mình chọn đây tiết diện ban đầu của cột, tiết diện ban đầu của cột là B và H được bảo vệ. Đây là lớp bảo vệ rồi, chưa dài tính toán cột. Còn thép của cột cũ, cột ban đầu. Rồi, sau khi gia cường tí, chiều dài nhỏ nhất của lớp bù bê tông là 6cm, là số các thông số màu đỏ này chúng ta nhập vào, các thông số màu đen này nó là để mặc định. Đấy, thì chúng ta B phẩy và H phẩy sau khi gia cường. Đây, gia cường cột tiêm nén trong tâm thì chúng ta sẽ tạo một cái lớp vỏ đều xung quanh với chiều dài D. Đấy, ban đầu đây và sau khi gia cường đây, ta có nỗ lực lực dọc lớn nhất với cái tiêm nén trong tâm thì có lực dọc. Và đây là có độ mạnh, chúng ta đồng bằng nhau ta. Và chúng ta sẽ ta vào đây. Từ đây ta bằng này, chúng ta tìm ra phi, giá trị phi. Thì để ta bằng này thì các bạn này là bỏ chấp nhận. Ví dụ đây là 14.286 thì đây là 14.286 thì các bạn sẽ chọn đây là giá trị này, là đây là 14 và 16 nằm giữa, là giữa hai khoảng, thì 4 nằm giữa hai khoảng này là 14 16 và mình bạn nhập vào đây 14 và 16 và đây là giá trị của nó 1 và 0.8, 14 là 1 và 16 0.8. Đấy, ví dụ đây là 17 chẳng hạn thì bạn đây là và đây là 16 và 18 và giữa nhập giá trị đây là 0.88 và 0.8. nó suy chúng ta đây và tinh sang đây. Đấy, điểm màu đỏ ở đây các bạn để các bạn chú ý đây input. Rồi tính toán là diện tích cần bù thêm, rồi tính toán chiều dài cần bù thêm,
bù thêm. Đây tên này giả thiết là sáu cm. Sau khi giả thiết thì nó tính toán lại ra là đây, thế chiều dài này, chiều dài của nó là cần thiết là 3.74 thì ta thấy bụng diện tích của lớp vỏ cốt thép của lớp vỏ bù thêm sẽ bằng 0.01. Thế ta chọn này, ta chọn số lượng và đường kính thép tính chúng ta, và cái này lớn hơn cái này thì ok. Kết luận là sau khi gia cường thì có tiết diện chiều dày của lớp bù bê tông bùa D này là D này, kích thước sau khi đổ thêm là kích thước B và H đầy đủ tăng lên, và diện tích của thép đấy là đối với cột trụ nén trung tâm, cột cho cột trụ nén lệch tâm lớn thì các giá trị nào cũng tương tự. Này cột bê tông cũ và có thể là giảm khả năng chịu lực của nó đi bằng cách lấy 0.9 hoặc 0.8 không phải mấy nhân với các giá trị này, thì các bạn chọn mắc cũ của nó giảm tiết giảm nó đi. Hiện đây mình sẽ để lên màu đỏ để các bạn tiết giảm đi, nếu các bạn trường hợp các bạn muốn tiết giảm đi, khi tiết giảm đi thì lượng thép chúng ta cần ở đây nó lớn hơn. Tự hoàn toàn bê tông cột mới rồi thép cột ban đầu và thép cột mới sau khi bổ sung, thì đây đối với trường hợp nén lên tâm lớn thì chúng ta sẽ bổ sung kích thước tiết diện bê tông ở phía phần trụ kéo. Đấy, đối với nén lên tâm lớn là nó bị kéo, vùng kéo nó sẽ tăng tiết diện ở vùng kéo, nó sẽ đảm bảo tiết kiệm và đúng người đúng tội, đúng chỗ cần tăng. Ok, thì tiếp theo là vẫn là các bạn nhập kích thước ban đầu BH và lớp bảo vệ để cho thank you.
80%. Thì các bạn thấy đây, giá trị này tăng lên đây từ 4,77 em tăng lên cái này. Đấy, thì các bạn phải chọn đây là tăng lên. Đấy, 20 không đạt, 22 không đạt, cũng không đạt, 25. Đấy, các bạn thấy đấy, khi mà cái giá trị này nó giảm 80% thì chúng ta sẽ tăng đường thép khá rất nhiều, tăng lên rất nhiều. Đấy, đó là cái giá việc mà chúng ta nên, thì chúng ta nên giảm cái này, đánh giá bê tông cũ nó giảm đi thì chúng ta sẽ an toàn hơn khi mà chọn thép. À, ok, mình đây mình sẽ ăn con rét lại. À, cái này thì mình sẽ để thông số cho các bạn thay đổi. Đấy, cái này là hàng nó kích vào đây là nó tự thay đổi. Đấy, rồi. Đây có một lưu ý là khi mà mình có cái lưu ý là khi mà cái này nó khi nó thay bằng công thức này, khi nó thay bằng công thức này, khi nó hiện đây là thay bằng công thức này thì các bạn sẽ thay đổi công thức ở đây. Ở đây giá trị thì mình đã thay đổi rồi, mình đã lập cái hàm mà giá trị thay đổi rồi, tuy nhiên công thức này thì mình không thay đổi được. Nên trường hợp khi mà nó báo đây là thay đổi bằng thay bằng công thức này thì các bạn kéo cái này vào đây để thay công thức. Thì ở công thức này nó có 0,8, đây cũng kéo vào đây 0,8, các bạn kéo vào. Trường hợp mà đây nó báo là full tức là công thức bạn đang dùng là ok rồi. Đấy, công thức bạn đang dùng là ok rồi. Đấy, còn giá trị này thì mình đã quay tập qua hàm rồi, hàm này nó thay đổi này có if mà, và đây là có 0,8 rồi này, trong này có 0,8 rồi. Đấy, hàm rất dài này. Hai cho bạn chỉ cần thay đổi công thức thôi, gọi là để công thức nó hiện ra đúng với giá trị nhé. Đây nó có cái cảnh báo là nếu mà cái giá trị này mà lớn hơn cái này, lớn hơn cái này, giá trị này thì các công thức này nó dùng là phù hợp. À, còn trường hợp mà nó bé hơn, cái này là bé hơn thì các công thức này thay đổi bằng công thức này, có thêm 0,8 vào đây. À, cái này thì tôi 0,8 FA như thế này. Đầu tư cái này 0,8 FA nhân từ 0,8 FA. Đây thì sao để nó cái này bé đi nhỉ? Đây mình giảm cho cao hát đi chẳng hạn. Giảm xuống 500. Đấy, mình giảm 500 đi. Các bạn kéo vào đây, thay vào, thay cái này, đè lên, đè lên, đấy. Còn giá trị thì ok rồi, giá trị thì không cần phải thay đổi, không thức rồi, đấy. Ok, đây mình nhảy lại 700. Ok, tiếp theo là phần lấy tấm bé, tương tự. Giảm cái này đi cho nó phù hợp với hiện trạng sử dụng, nó giảm đi cường độ đi và tăng tính an toàn khi mà kéo tính thép vào đây. Ok, chọn bê tông mới này, rồi cốt thép cột cũ này, thép mới này, xuống thép này, tiết diện ban đầu này. Khi mà là tấm bé, chụp nghén này tấm bé thì các bạn sẽ bổ sung cái phần tiết diện vào cái phần chụp nghén, bởi vì lấy tấm bé thì nó chụm nén, chủ yếu là chụm nén. Tấm lớn thì nó chủ yếu là trụ kéo, cho nên là bổ sung vào vùng kéo, và lấy tấm bé thì bổ sung vào tiết diện vào vùng chụm nén để nó tăng khả năng chụm nén.
cho tiết kiệm. Đây các bạn nhập hàng BH ban đầu. Đối chiều dài lớp bê tông bảo vệ A. A bộ chống kéo, bộ chống nén là phải thép, thép cột cụ này, ép phía chỗ nén này là cột cụ đây. Rồi phía chống nén ở đây. Đấy, và phía chống kéo ở đây. Rồi nội lực. Nội lực tâm. Chọn là ra cường về phía vùng trùng nén, vùng nén một khoảng là D bằng 20 cm, đây là khoảng cách A 1 này là lớp bảo vệ đến mép ngoài vùng nén cho đến tim thép. Rồi đây là có ra cường khoảng cách từ tim thép là không, là tính toán chúng ta là không này, tim thép cũ lên kia thép mới. Tiết kiệm sau khi ra cường, bề rộng giữ nguyên và cạnh chiều cao tăng lên. Một tính độ là tâm chúng ta và là tính diện tích thép tăng cường thêm. Tính diện tích thép tăng cường thêm. Rồi, ta đây chọn thép và chọn thép về số lượng và phi là lớn này. Ok. Hãy ví dụ mình lại, ví dụ mình giảm cái này đây 0.8%. Kinh khủng. Vậy khi mà cường độ bê tông nó giảm đi thì cái lượng thép nó tăng lên nó nhiều kinh khủng. Đấy, hồi nãy thì mình xem đây, hồi nãy thì 6.37 với cái cường độ bê tông như thế này, sau khi mình giảm 80% thì tăng lên 6.77, nó tăng lên 16. Ở đây các bạn chọn thép lực lớn 4 phi 22 1 phi 25, vậy tăng từ 2 phi 22 bạn tăng lên là 4 phi 25 được. Đây mình để 3 phi, sao đủ không đủ phi thì 3.28 thôi được. Đấy, đây chọn 3. Đây là cái việc ra cường. Khi mà ra cường thêm thì cường độ bê tông ảnh hưởng lớn đến cái việc tính thép. Cường độ bê tông, bê tông cũ rất lớn. Ok, thì đấy là vấn đề về tính đồ bố tiết diện, gia cường cột, trục nén lệch tâm bé, nén lệch tâm lớn và trung tâm. Đây là thông tin liên hệ. Ok, thì mình đã trình bày xong cái phần gia cường cột. Ra cửa cột thì bạn để lại ý kiến, bạn nào quan tâm thì các bạn có thể để lại một số ý kiến cho mình ở dưới video. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Ok, chào các bạn.